Này Ananda, đó là bốn thánh tích, kẻ thiện tín cư sĩ cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Này Ananda, các thiện tín tỳ khu, tỳ khu ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ sẽ đến với niềm suy tư. Đây là chỗ Như Lai đản sanh, đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, đây là chỗ Như Lai chuyển pháp luân vô thường, đây là chỗ Như Lai diệt độ nhập vô dư y niết bàn. Này Ananda và những ai trong khi chiêm bái những thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan hỷ, thờ những vị ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh vào cõi thiện thú cảnh giới chư thiên.
Thank you.